Hello mọi người nha, chào mọi người trở lại với kênh của Nguyễn Hải nha mọi người. Ok các bạn, thì nói chung là hôm bữa giờ á là mình qua nhà ông Cảnh, mình quậy tan nát hộ khẩu bến trên nè. Mình đưa tay mà giờ còn quậy nhà ông Cảnh là xưa rồi, bây giờ mình qua nhà quậy nhà ông Tám thì khỏi làm tổ còn rồi. Mấy cái này tao rút vô không tới luôn, bữa nào quậy nhà anh luôn này. Quậy nhà mình chỉ có cột bụng mới sập nhà. Còn mà chắc chắc là không có sập nổi. Bữa nay tặng trai không vậy? Thì bữa nay vắng ai thì mình cho lên dĩa người đó, này vắng hơi nhiều nha. Nay xin chung bệnh mình rủ bệnh cho quậy nhà luôn. Tại bạn kêu quậy đi, mấy bạn ok đúng không? Ok chấp nhận, chơi mình cứ chơi, không có chạy nha. Giờ mình có bệnh bắt đầu mình quậy nhà ông Tám, bây giờ mình kêu xưng vụ ông Tám đi đi. Bây giờ nè, ở trên đây là ai chạy? Không ai chạy chứ. Tao què nó chạy luôn rồi đó. Thì mình vô bệnh mình chơi thẳng luôn, mình không cần phải mình giấu cam nữa, mình chơi thẳng mặt luôn cho ông xưng vụ ông Tám đi đi. Xin mình đánh thơ luôn. Trời ơi, cứu tôi ơi, cứu cuộc đời tôi ơi. Vũ tán đi chơi đi. Nó làm như đi đòn với con. Vũ đi. Nghe lời nghe không? Nghe đi. Mày không nghe lời là mốt là mình không có đường sống đâu. Đúng rồi, lời mới đánh chết. Tao sẽ cho mày chừng nào mày cho mày lùng thêm năm tắc nữa. Nhanh làm cái gì? Đi đi, nghe lời đi. Thuận ta thì sống mà nghịch ta cũng sống. Tại vì có ông Dương Dương mới quậy quyết được mày thôi. Đi đi. Dương có quậy quyết. Đúng không? Sẵn mà vẫn còn tỉnh táo để mà nói chuyện với con mẹ này. Ba này ba quậy quyết. Dạ, quyết. Ông phải cảm ơn tôi chứ sao? Tôi chó chạy mất tiêu. Một lát là mày tới công đức với tao. Dùng chó chạy mất tiêu để thôi mình dọn. Gặp mình không thấy gì hết. Vô đây chút. Gió lạnh. Anh trời ơi, ngứa tay muốn chết luôn. Trời ơi, ta lại say nữa rồi. Trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi. Từ trưa quýt cho tới đêm tối. Rồi chấm với vô chấm luôn nè. Quay mà Tám ơi. Tám ơi, Tám ơi. Gặp đi bà Tám ơi, gặp đây. Bà con kêu bà Bảnh chơi đi xíu, bà thả về. Nè, cho con bà chơi, cho con bà chơi vui. Chơi chứ. Ôi là chợ quýt đi mất chuối. Ba cần để đóng cửa cái. Để đưa Tám ngoài đóng cửa cái. Ê, ê, bây giờ nằm anh chế được đây nè, có đây nè, có đây nè. Rồi, có tiền trả đâu. Mày quậy quậy cho tới chứ. Quậy nhiêu phải xuống chỗ đây nha. Xuống chỗ nè. Chỗ đó chậm chậm kê chậm chậm. Ai vậy? Nè, đi. Bà nội. Không có chân chùi gì đâu Quỳnh. Chân chùi. Đi kia cái này đi luôn không Quỳnh? Còn nội bà thợ ta đó ba. Lộn lộn lộn. Đi chơi đúng không? Nãy giờ lộn nè. Lộn nè. Em đẹp vì đó hoa tươi. Em đẹp vì thúi lắm em ơi. Nãy giờ này chọn nhà hả trời? Dọn nè. Giang dọn anh cưới gì? Tại cái này mình quay lại có cái gì là công an tóm mình cái bầu rồi. Ừ ha, bây giờ mình không nghĩ tới chuyện đó ta. Để đi. Để đi, hậu quả tính sao? Để đi, hậu quả tính sao? Ông Tám ơi, cái này mấy con giỡn giờ không ta? Trời ơi. Chị này đây nè. Dài dài đi, không đủ. Dài hả? Ê, sao không có nhau tới gì vậy? Để đi nè. Đâu đâu đâu. Ê, để đâu mà lại đi cái này có. Đây nè, đây nè, cái này nè, cuối. Kìa kìa các bạn ngoài luôn. Bắn nào. Hôm nay mình sẽ dọn nhà chung Tám ở Tân Giang nha mọi người. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ để lại cho mình like chung Tám. Ghé. Đây đây, cái bạn nghe mình hơn rồi trời. Sát cửa đây. Ở dưới cái tiếng ngất ngầm vậy cái ăn vậy. Ừ. Đừng dọn nha. Many tic tacs later. Chạy
vậy đó chị. Bây giờ con cháu lỡ thì vui quá, anh Tám cho vui lên Tám. Chơi gì chơi ơi, chơi gì? Chơi đi đổ của tao mày ra cầm lá cho. Mấy mày con cháu cậu vô lại sợ. Cậu vô lại sợ. Hai trăm cái thuyền tao nữa cậu. Thôi cậu. Cái này mày sửa là đang ban sửa. Cái này tội gì chơi nước trời, đốt nhà tao mẹ luôn đi quay. Đưa lại đó, đưa lại. Vô là cậu. Đi chút xíu à. Đưa lại đó. Thằng đúng máu, chào, giảm là máu luôn. Ai ai ai. Vô, băng tiếng rồi, băng tiếng rồi, băng tiếng rồi, coi lên. Vô, băng tiếng rồi, coi lên. Mở, 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 xe lại xuống đâu. Vô là cậu, mấy ngày. Từ nhỏ hiểu gõ đời tránh chùa và làm nhanh thôi phải đương đầu. Liền đến cái lúc thành danh ma thành một anh ra đủ muôn màu. Dặn mấy đứa nhỏ phải thương nhau bởi vì với tao nghĩa đi đâu. Thằng nào lấy cái bộ kìa? Tao biết mà. Tao
Trời ơi là trời, cái này nó dớt của tao sao trời. Ông bụng lớn, ông bụng lớn. Ông bụng lớn á, ông nhảy nào vô. Vô. Chà 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 chà. Ừ là tao còn cái gì nói với mày á. Ai không chịu à? Tỷ tám. Lớp nào lấy đặt đồ tao chơi rồi còn cái tên tao đem ra treo làm gì đó. Ông bánh mốt còn rồi. Ông có cái bàn treo gì hết coi. Ông tám này nè, ở đây một cái bình có tivi. Mình treo như là mình khỏi cả cắn vô. Là thôi cái cậu bây giờ anh em ở đây nè, cảm ơn ông Tám rất là nhiều gắn bó với anh em của con đó. Giờ bây giờ con có một bài nhỏ tặng cho ông Tám, mong ông Tám nhận nha. có không nổi đâu. Không, cái này là xong tám ngủ không đập cái. Giờ bắt đỡ cột đi. Đỡ rồi. Giờ bắt không có bị đưa ra. Bắt đỡ cột đỡ đi. Đỡ vô bạn này. Không, không nổi đâu anh ơi. Đỡ vô bạn đi. Cái bàn gấp đôi. Sắp xếp đỡ. Cái dắt bắt đầu nè. Cái dắt nó bắt vô ngang nhà ngoài gì đó đâu, để thử đi. Đâu có bá tao, đâu có bá tao. Đó không cho.
ra điện tới sân mấy hồi thử thôi để cả đỡ được á. Đúng rồi đó. Xéo đi. Các bạn vô lại cái này. Xéo lại. Đi khi các bạn vô nè. Đúng rồi. Giờ làm mình. Ok. Cho mấy nít chạy nha ông Tám. Gọi nó khỏi mơ tục. Mấy nít chạy đụng vô là quả đó. Gắn cái kiểu này là đi tắm có một bộ đồ mặc hoài. Bà Tám rồi. Bà Tám ơi, vô đây mượn đi bà Tám ơi. Đổi rồi, đâu từ đây đổi nhà trong bệnh chờ ta. Con cháu mới đây tặng cho ông Tám thì nó trước đi. Ờ. Đại đổ. Thôi đó đâu. Đổi Tám bánh nó giờ mất mẹ còn có trơn à. Đó. Ông đó người Tám nó trời. Mấy con cứ làm Tám mà ông Tám tuổi luôn mấy con quá trời quá đuổi. Đừng làm quá trời. Ông Tám hiểu nào. Đánh bồ 105 minh á. Mà trời coi chị rồi cũng làm theo người sớm rồi. Con mà coi TV gì gọi lại gì ra. Rồi mua mấy chiếu về chiếu ổng coi luôn. Ổng Tám về gặp bưng cái quy tổ của Tám ra ngoài mãi nữa. Dạ. Bóc xe quay. Siêu kìa. Bóc xong mạnh. 1, 2, 3. Đây, bưng. Rồi, bưng. Rồi, cảm ơn. Ai dám hết chín rồi. Cái sao tao tôi xé gắt ra. Có sao đâu hành cho. Nhớ sao nữa? Thảo bỏ luôn. Bỏ rồi đây thì có thảo bỏ. Đi chờ với anh chứ gì? Có nào rồi. Đó. Và đứng đây. Thôi bắt tám tôi bắt bạn cao kê lên cao lên. Bắt kê ngã lên. Nào bắt cái ngã coi trước. Dù có xa thường cũng cái này như anh Hải 55 anh lắm này dữ gì bằng cái thôi thấy đã chưa. Xin chào khám phá những khả năng mới tuyệt vời. Muốn hát cái gì thì nó coi gì đó cái gì đó cũng được. Nguyễn Hải đi coi cái này có được kết nói dùng có tình kiếm dùng nói giọng nói luôn hả. Cao cao cơ ôm cũng có luôn. Không phải người đi không? Nè, đó hết chưa? Ông nói nhẹ cái không phải. Đó. Nghĩa kìa. Nghĩa bự nha. Ai bắt cái này nó muốn nhập vô TV cái. Bắt TV vậy đi. Rồi bây giờ vậy nè, bây giờ kiểu như là mấy đứa cháu đi là ổng buồn ổng tắm. Không có, mình mua qua lấy hai gà. Hồi nãy là cho ông Tám gì không chịu nói trước sao. Rồi mưa tôi qua tao lấy hai gà. Rồi lại cho luôn. Rồi tôi không nên vậy hả? Làm cho người đi thôi. Tao như vậy đây. Nhưng mà vậy đó mọi người. Cũng nhò nhò vậy đó nhưng mà không ai bỏ ai. Cảm ơn các mọi người đã quan tâm video của mình nha. Chúc cả các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn giữ sức khỏe thật tốt. Thì bây giờ tụi mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc tất cả các bạn sức khỏe nha. Bye bye mọi người.